làm sao cho anh đến đây và hỏi cưới em mới hay. Yeah, má bê mà anh bao rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân, giống như ba cô tôi mà vẫn bê. Cưới đi thôi anh ơi. Kìa thế giới ai có cạn ngăn tình yêu chúng ta, em sẽ trông được cả thế giới để yêu em đến già. Cái này nó nhìn nó... Em mời anh xuống đây. Dễ mắt thầy. Rồi đây là mắt nước nha. Anh muốn... Thôi đừng có giải nhiều với anh ơi. Rồi giờ mời nó khó rồi. Em cầm giùm cho chị đi. Em ở bên này, em ở bên này. Mở gì đúng không? Trái đào đó kìa Ngọc. Trái đào nghe không khói. Đâu? Say đắng không hề quên. Tuyệt đời. Ta yêu nhau nên xin đừng giết nhau, hãy cứ cùng nhau qua đêm này ta thật trôi. Ủa, mà sao cũng có vụ này vậy Ngọc? Lan Ngọc Caric hả? Phải làm sao người hãy nói đi, khóc cho người ai khóc cho anh. Tiếc sao đời em lắm bụi mờ, góc xưa giờ đã hóa rêu xanh. Cuộc tình xưa giờ phải tàn úa, vô mong chờ nơi giấc mơ xưa. Giờ đây đã hết thật.
rồi, chốn đồ dành đã cuốn em theo vòng xoay cuộc đời đã hết anh tự rồi. Biết rằng mình là ai mà ngày xưa ai chia mình hai ngả, cố dặn lòng mình rất nhiều lần phải quên chứ đừng trách ai cả vì điều đó. Lan Ngọc và Caric. Lan Ngọc Caric hả? Hai màu giống nhau luôn rồi.